cập nhật tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tối ngày 9 tháng 4. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày 29 tháng 4. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới: vaccine ngừa virus corona chủng mới có thể sẵn sàng vào mùa thu. Một số trẻ em ở Anh tử vong vì hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến COVID-19. Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 31 tháng 5. Tin tại Việt Nam: vướng mắc khi giải ngân gói 62.000 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Quảng Ngãi mở cửa đón du khách đến đảo Lý Sơn dịp 30 tháng 4. Không bắt buộc cho học sinh ngồi cách nhau 1,5 mét. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại Mỹ, quan chức Mỹ tại WHO không được tới Vũ Hán. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 28 tháng 4, các chuyên gia Mỹ thuộc phái đoàn công tác của WHO tới Trung Quốc trong những tuần đầu bùng phát COVID-19, song họ không thuộc nhóm đến Vũ Hán. Chuyên gia của WHO cũng không đến thăm Viện Virus học Vũ Hán, nơi vốn đang bị nhiều người nghi ngờ là đã để virus corona rò rỉ ra ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Trung Quốc đã nhiều lần ngăn cản không cho chuyên gia Mỹ tới hiện trường nơi khởi phát ra dịch bệnh để tìm hiểu. Vaccine virus corona chủng mới có thể sẵn sàng vào mùa thu. Giám đốc điều hành của Pfizer, tập đoàn dược phẩm đa quốc gia của Mỹ hôm thứ Ba ngày 28 tháng 4 đã cho biết họ có thể có một loại vaccine sẵn sàng để sử dụng khẩn cấp vào mùa thu. Hiện các thử nghiệm đang được tiếp tục và dự kiến các kết quả tiếp theo sẽ có sớm nhất là vào tháng tới. Liên quan đến thuốc kháng virus Remdesivir đang được nhiều người kỳ vọng, hôm 24 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới đã vô tình làm rò rỉ dữ liệu thử nghiệm tại Trung Quốc, cho thấy nhóm bệnh nặng không có dấu hiệu cải thiện gì so với nhóm không dùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ một kế hoạch tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 28 tháng 4. Mỹ sẽ rất sớm thực hiện 5 triệu xét nghiệm một ngày trong bối cảnh xét nghiệm virus corona diện rộng được coi là chìa khóa để đánh giá tình hình dịch bệnh trước khi mở cửa kinh tế. Quan chức hàng đầu trong chương trình cho biết vào hôm thứ Hai, Hoa Kỳ có thể sẽ cho vay thêm 2 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhỏ thông qua chương trình bảo vệ tiền lương. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 28 tháng 4 đã sử dụng đạo luật sản xuất quốc phòng, ban hành lệnh cho các nhà máy chế biến thịt phải mở cửa để bảo vệ nguồn cung thực phẩm ở Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại về sự bùng phát của virus corona. Chính phủ Mỹ cũng sẽ cung cấp hướng dẫn để giảm thiểu rủi ro cho những người lao động đặc biệt dễ bị nhiễm virus. Brazil là quốc gia Nam Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19, xác nhận hơn 5.000 ca tử vong, đã vượt Trung Quốc nơi khởi phát đại dịch. Tổng số ca nhiễm nước này là 73.235 ca, số ca tử vong có thể cao hơn thống kê chính thức bởi vì nguyên nhân tử vong của 1.156 người đang được điều tra. Hiện có khoảng 500.000 nhân viên y tế Brazil sẵn sàng tham gia chống COVID-19, trong đó có hơn 103.000 người đang là sinh viên ngành y, điều dưỡng, v.v. Tại châu Âu, một số trẻ em ở Anh tử vong vì hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến COVID-19. Bộ trưởng Y tế Anh Mark Hancock ngày 28 tháng 4 cho biết có tình trạng một số trẻ em không có bất cứ bệnh lý nền nào ở Anh nhưng tử vong sau khi xuất hiện hội chứng viêm hiếm gặp và có thể liên quan đến COVID-19. Con số tử vong chính xác không được công bố, nhưng hiện các chuyên gia y tế Anh và Ý đang xem xét mối liên hệ giữa COVID-19 và các cơn sốt cao và triệu chứng viêm xương động mạch. Anh phát hiện thêm 3.996 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 161.145 ca, trong đó có 21.678 ca đã tử vong. Tại Đức báo cáo thêm 977 ca nhiễm mới, trong đó có 6.314 ca đã tử vong. Các biện pháp hạn chế cùng việc xét nghiệm rộng rãi khiến tỷ lệ tử vong ở Đức thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu khác. Quan chức Tây Ban Nha xin lỗi vì phun thuốc tẩy ngoài bãi biển. Một quan chức ở miền Nam Tây Ban Nha phải lên tiếng xin lỗi vì đã phun lên bãi biển địa phương nước da ven pha loãng với mục đích ban đầu là khử trùng bãi biển. Nước Áo sẽ ngừng các biện pháp hạn chế vào cuối tháng 4. Nước này sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 4. Các cuộc tụ họp tối đa 10 người được cho phép thay vì cấm tụ tập hơn 2 người như trước đây. Hiện Áo ghi nhận tổng số ca nhiễm là 15.357 ca, trong đó có 569 người đã tử vong. Tại Nga, Tổng thống Nga Putin quyết định kéo dài thời gian nghỉ mà người lao động Nga vẫn hưởng lương tới ngày 11 tháng 5, thay vì đến hết tháng 4 như dự kiến, do dịch vẫn chưa đạt đỉnh điểm. Hiện Nga đang được xem là dịch nóng trên thế giới do số ca nhiễm tăng quá nhanh. Tại châu Á, một công ty du lịch hàng đầu tại Trung Quốc ước tính có khoảng 90 triệu chuyến du lịch nội địa được thực hiện trong khoảng thời gian nghỉ dịp ngày 1 tháng 5 của nước này. Trong bối cảnh nguy cơ xảy ra làn sóng thứ hai của dịch viêm phổi Vũ Hán đang hiện hữu, nhất là khả năng lây nhiễm từ những người mang virus nhưng không có triệu chứng, thì các hoạt động du lịch được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cộng đồng. Tại Nhật Bản, Olympic Tokyo 2021 có nguy cơ bị hủy.
trưởng ban tổ chức Yoshihiro Mori cho biết hôm 28 tháng 4, nếu bối cảnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Thế vận hội hè 2021 có khả năng sẽ bị hủy. Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 31 tháng 5. Giờ giới nghiêm vào ban đêm từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng và các hạn chế đi lại trong nước sẽ vẫn được áp dụng. Tại Indonesia, bác sĩ trẻ Michael Robert Marampe ở Đông Jakarta đã bị nhiễm COVID-19 và qua đời hôm 25 tháng 4 khi đang chuẩn bị làm đám cưới. Michael là một trong số ít 40 nhân viên y tế, gồm 24 bác sĩ và 16 y tá, đã qua đời vì COVID-19 từ khi Indonesia xác nhận 2 ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 3. Singapore cùng lúc phải đối phó với 2 dịch bệnh. Ngoài dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát, quốc đảo này xác nhận thêm 2 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh này lên 7 người tính từ đầu năm đến nay. Theo cơ quan môi trường quốc gia Singapore, hiện đã có 6.000 người mắc sốt xuất huyết, nhiều hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca mắc bệnh hàng tuần ở mức cao khoảng 300 đến 400 ca một tuần. Do đó, chúng tôi khuyến cáo người Việt đang ở nước này, đặc biệt là các lao động người Việt không nên chủ quan. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lây truyền qua muỗi. Quý vị nên dọn dẹp sạch sẽ nơi ở, không để nước đọng xung quanh nơi ở, mắc màn khi ngủ để phòng chống sốt xuất huyết. Đối với phòng ngừa nhiễm COVID-19 thì quý vị cần nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đông người và tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế đất nước sở tại. Tại Úc, Úc quyết định theo đuổi điều tra COVID-19. Thủ tướng Scott Morrison cho biết hôm thứ Tư kêu gọi của Úc về cuộc điều tra độc lập nguồn gốc của virus corona là điều hợp lý và không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Ông cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục theo đuổi điều tra độc lập về COVID-19 bất chấp đe dọa tẩy chay kinh tế của Trung Quốc. Quan hệ ngoại giao Úc-Trung đã trở nên xấu đi trong những tuần gần đây sau khi Morrison kêu gọi điều tra về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Tin tức tại Việt Nam. Việt Nam có vướng mắc khi giải ngân gói 62.000 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng dịch bệnh. Xoay quanh việc giải ngân gói 62.000 tỷ đồng, nhiều lãnh đạo địa phương cho biết khó xác định đúng lao động cần hỗ trợ và thiếu nguồn lực để hỗ trợ cho hàng trăm nghìn người. Chiều ngày 27 tháng 4, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết nhiều người như thợ sửa xe, cơ khí, lái xe taxi, buôn bán nhỏ, v.v. cũng rất khó khăn nhưng lại không nằm trong diện được hỗ trợ. Chính phủ cho phép tỉnh tự quyết định hỗ trợ cho những người này, song trên thực tế có địa phương làm, có địa phương không làm. Trước đó vào ngày 10 tháng 4, Chính phủ ban hành nghị quyết khoảng 20 triệu người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ của gói 62.000 tỷ đồng. Theo đó, lao động tự do sẽ tới Ủy ban Nhân dân phường, xã để nộp hồ sơ, còn người mất việc sẽ qua doanh nghiệp và chờ 5 đến 12 ngày làm việc để được phê duyệt và chi trả. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo cho biết từ các khâu thẩm định, xác nhận, phê duyệt, v.v. cho người lao động, người yếu thế khá rườm rà và khó xác định nên khó xử lý. Tại Quảng Ngãi sẽ mở cửa đón khách du lịch đến đảo Lý Sơn dịp 30 tháng 4. Từ chiều ngày hôm nay ngày 29 tháng 4, Quảng Ngãi bắt đầu mở cửa trở lại các địa điểm danh lam thắng cảnh để đón khách du lịch nội địa, trong đó cho phép huyện đảo Lý Sơn đón khách vào dịp nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới. Tin tiếp theo, không bắt buộc cho học sinh ngồi cách nhau 1,5 m. Quy định khoảng cách chỗ ngồi của học sinh trong trường học tối thiểu phải đạt 1,5 m của Bộ Y tế khiến nhiều trường ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã lúng túng khi thời điểm học sinh trở lại trường đang đến gần. Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết khoảng cách ngồi cách nhau 1,5 m là khuyến cáo của Bộ Y tế để giữ an toàn cho học sinh. Còn nhà trường tùy theo điều kiện, bố trí chỗ ngồi giữa hai học sinh có khoảng cách phù hợp và không áp cứng. Hà Nội đề xuất xuống nhóm nguy cơ thấp dịch COVID-19. Chiều ngày 28 tháng 4, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương xếp địa phương này vào nhóm nguy cơ thấp nếu các ổ dịch còn lại kết thúc mà không có ca nhiễm mới. Kính thưa quý vị, người bác sĩ trẻ Michael của Indonesia vì cứu người ở tuyến đầu mà đã nhiễm bệnh và qua đời trước khi kịp làm đám cưới với người vợ tương lai của mình. Và anh không phải trường hợp duy nhất, chuyện tương tự đã xảy ra ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh viêm phổi. Nghe được câu chuyện trên, có lẽ có nhiều người cảm thấy trân quý hơn giữa mối duyên vợ chồng với những gì chúng ta đang có hiện nay. Dịch bệnh đột ngột đến cũng không phải là ngẫu nhiên. Qua dịch bệnh này, chúng ta nghiệm ra một điều. Hãy trân quý thực tại và trân trọng những người sống quanh mình, những mối quan hệ tốt và không tốt. Tất cả đều giúp chúng ta thêm nhiều kinh nghiệm sống ý nghĩa hơn. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tối nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, đăng ký kênh và đồng hành cùng chúng tôi. Và hãy đồng hành cùng chúng tôi vào 21 giờ tối hôm nay trên kênh Radio Sống Đẹp với những câu chuyện mới hấp dẫn trước giờ đi ngủ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!